Trong 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 26% so với cùng kỳ. Tình hình xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đã có những tín hiệu phục hồi khả quan. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 khó có thể đạt mục tiêu 17 tỷ đô la Mỹ như đã đề ra hồi đầu năm. Dự kiến từ nay đến cuối năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam có thể đạt được khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong cả năm lên khoảng 14 đến 14,5 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia lưu ý, với tiềm năng của ngành cũng như so với các quốc gia xuất khẩu gỗ khác, việc đầu tư máy móc thiết bị của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tương xứng. Do đó, việc đầu tư thiết bị máy móc tiên tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường cần được nhiều doanh nghiệp gỗ quan tâm.